Ông bên là con ngân hàng Trường Hải đó. Dạ. Hải hả? Ngân hàng Trường Hải. Mời quen có mua máy về cho chị mà. Trời ra. À, rồi ra. Thằng mẹ. Mày ốm không có bẹ thế. Mẹ ơi, mẹ ngồi có hơi chưa rồi chị. Mẹ mời vô rồi, mẹ ngồi có hơi chưa đấy đấy. Ai à.